thường khi mà đứng ở trên bục giảng truyền đạt lại cho những sinh viên của mình thể hiện những cái bài hát cách mạng thì bác nói gì với họ? Mình nói thực tế vào từng câu từng chữ. Và đôi khi mình lại phải gợi ý cho học sinh ấy, sau cái chữ này là cái gì. Nếu chỉ khơi mạch trên bài hát bằng từng ấy nốt, từng ấy chữ thì ai ai cũng giống ao nhau cả. Nhưng cái người hát hay nhất cái bài ấy là cái người biết khơi mạch những cái mạch nguồn mà những người khác chưa từng sở đến, chưa từng ngó đến, thì anh ta sẽ trở nên nổi. Bao giờ thấy một bài hát khi ra đời thì hàng trăm, có khi hàng nghìn người hát, mà tại sao chỉ có một người hát hay nhất hay hai người hát hay nhất đấy? Cái khó là chỗ là khơi khơi một cái đời sống bên trong ẩn trong bài hát này. Mà muốn hiểu được cái đời sống bên trong ấy, thì anh phải hiểu cái mặt bằng của bài hát. Trong cái nồi lửa lên em, cái lên nuôi, có mỗi người có thể khơi thác những cái cạnh riêng. Nhưng nếu anh không có một cái thực tế, một cái trải nghiệm thực, thì không bao giờ anh hát hay cái bài đó cả, ngay cả trong tình yêu. Nhưng mà rõ ràng là bác sẽ không thể yêu cầu học sinh của mình có cảm xúc giống như ông Trần Hiếu trong thời chiến được, đúng không ạ? Bởi vì không, cái cảm xúc của người nghệ sĩ trong thời bình nó sẽ khác hẳn, đúng không ạ? Mình phải gợi ý cho nó, mình gợi ý cho nó. Cho nên tất nhiên là bây giờ nếu mà có nhiều người cứ bảo là làm sao hát hay bằng thời kia được thì hơi vô lý, đòi hỏi là không đúng. Cũng có những người họ hát vẫn hay, ví dụ Trọng Tấn bây giờ nó chưa biết gì cả nhé, nó hát vẫn hay được là bởi vì nó còn có cái mạch của nó nữa. Cái cảm xúc của ngày hôm nay nó cũng quan trọng, đúng không ạ? Quan trọng lắm. Cái ngày hôm nay nhìn vào cái đó, nó đem lại một cái dáng dấp mới cho cái bài hát. Nhưng mà tất cả cái đó nó đều phải thông qua sự suy nghĩ rất sâu của cái người nghệ sĩ. Chứ nếu anh không nghĩ được cái đó, anh chỉ nghĩ đến giọng đẹp này, mặt đẹp này, quần áo đẹp này, thì nó không bao giờ nó ra được cái đó cả. Cháu đọc được một cái bài báo trên mạng nói rằng là với Trần Hiếu thì cái lửa đối với âm nhạc chưa bao giờ tắt cả. Tức là nếu như không được đi biểu diễn thì sẽ hát ở nhà. Bởi vì là hát nó quan trọng như là ăn uống ngủ nghỉ vậy. Và hiện nay thì nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu còn thành lập hẳn một ban nhạc nữa để đi hát, đúng không ạ? Vậy bác có thể chia sẻ về ban nhạc của mình được không ạ? Nó là một câu lạc bộ nghệ thuật của những người nghệ sĩ già, những người cựu chiến binh, những người nghệ sĩ già. Thế vì nó là cựu chiến binh, nghệ sĩ già cho nên nó mới đặt tên nó là Khúc Ca Ban Chiều. À, tức là nhóm nhạc Khúc Ca Ban Chiều. Gọi là câu lạc bộ nghệ thuật. Gọi là Khúc Ca Ban Chiều là rất đúng. Vì nó không còn ban mai nữa rồi. Mà nó chưa phải là ban đêm. Dạ. Nó chưa muốn chết. Nó chưa muốn ngừng tiếng hát. Lúc đầu nó chỉ có 6 người thôi. Bây giờ hơn 30 người. Nó cứ lớn mạnh dần. Người ta đến với bác nhiều. Bác ở trong đó thì tất nhiên là người lớn tuổi nhất. Nhưng mà tuổi 50, 60 rất nhiều. Thậm chí 70 cũng có. Nó không có sự ghen tị, không có sự đố kỵ. Không cãi nhau về cái chuyện xây dựng tiết mục. Hòa hợp. Sống theo cái kiểu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời. Vậy thì không biết là những ngày đầu thành lập thì Khúc Ca Ban Chiều của các bác là có đi diễn nhiều nơi không ạ? Lúc đầu thì cũng là đi diễn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà có một cái điều may mắn là thế này. Là bỗng dưng có một cái kiều bào mình ở bên Thái Lan ấy. Họ về họ có dự một cái buổi diễn của chúng tôi. Hôm đó là diễn ở nhà hát Bến Thành ấy. Họ thấy thích quá. Mà lúc ấy có 6 người đấy. Thế là họ mời. Vì bên đây lúc bây giờ là ở Thái Lan, ở chỗ Nakhon Phanom ấy, là một cái tỉnh đông bắc Thái Lan mà giáp với Lào. Thì có lập một cái đền thờ Bác Hồ. Thế sang diễn cái hôm khai trương thì được cái là may cái là bà con Việt Kiều ở các tỉnh khác từ xa xôi ở trong Thái Lan họ đi về đây hết. Đền thờ Bác Hồ mà cái nơi đó là ngày xưa là Bác hoạt động bí mật ở đấy. Một thời gian khá dài, đúng ở chỗ đó là những cái chiến khu của mình. Ngay sau cái tối hôm đó và hai cái tối hôm sau người ta đi tiếp tục xem. Cứ có những đoàn tỉnh nọ tỉnh kia mà anh Hiếu ơi, thế anh về với tỉnh tôi nhé. Tất cả những mấy cái tỉnh đông, vùng đông bắc ấy là đều mời hết. Và cứ tỉnh nọ truyền sang tỉnh kia. Thế mà cốc xuống diễn Bangkok xong ấy thì là Phuket, Pattaya thì gần gần đấy là cũng có hát cả. Thế là lúc đầu thì là 3 ngày một tỉnh kế hoạch đấy. Mà cuối cùng thành 30 ngày ở 10 tỉnh. Mình đi với cái tinh thần gọi là không phải kiếm tiền. Đi để động viên phong trào của bà con. Tức là phải đến với những nơi mà người ta cần mình, đúng đấy, không ạ? Đấy, nó cần mình. Dạ. Thậm chí có những nơi không có tiền rồi. Mình lại còn phải mang gạo đến đấy. Mang gạo đến cung cấp thêm cho người ta cơ. Có những nơi thì ngày thương binh nhưng mà biết là cái huyện đấy họ không có cái gì cho những thương binh, 100 gia đình thương binh ở đấy cả. Thì mang tiền đến.
mang tiền đến phân phối, đến hỗ trợ bao nhiêu, mang 5 triệu đến mà 100 gia đình thì được bao nhiêu, nhưng mà cũng vẫn là thế. Cái đó nó tạo cho anh em trong đoàn này một cái tình cảm và một cái trách nhiệm. Cháu xin cảm ơn bác đã đến với trường quay của Vui Sống Mỗi Ngày hôm nay để chia sẻ cho chúng cháu những câu chuyện hết sức chân thật và đầy ý nghĩa, mà nếu như không được nghe từ những người trong cuộc như bác kể lại thì chắc rằng chúng cháu không biết ngày xưa ông cha của mình lại có một cái giai đoạn hào hùng như thế. Và xin thay mặt cho những người biên tập chương trình, cháu xin gửi tặng bác lãng hoa và xin được chúc bác có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Tôi rất xin xiết cảm ơn những người tổ chức cái chương trình này đã tạo điều kiện cho tôi có một buổi nói chuyện mà tôi rất là thích, và cũng xin được cảm ơn cái bông hoa quá đẹp. Cảm ơn bác.